đôi lúc anh em nhìn vào bộ sưu tập Gunpla mình, anh em có nhìn thấy nó hơi khô khan không? Và trong video này mình sẽ giới thiệu với các bạn một mẫu Gunpla khá là dễ thương và sẽ làm cho cái bộ sưu tập các bạn bớt khô khan đi ha. Ai chết cha rồi. Á gì ba? Vâng, không thể thiếu đó chính là cái phần kích thước của sản phẩm này. Petipe cao khoảng 8cm, tính cả phần tay. Và bề ngang thì khoảng 4cm, khá nhỏ nhắn, trông rất là dễ thương. So với một mẫu MG thì bé gấu đứng tới được khoảng đầu gối của cái mẫu MG mà mình đang cho các bạn xem đây. Khá là nhỏ đúng không? Nhưng không sao, khi bạn cầm lên bạn sẽ thấy khác biệt liền, rất là dễ thương. Nói sơ về chi tiết hoạt động của các khớp nhé. Về phần tay, di chuyển xuống được tí xíu, không đáng kể. Phần đầu có thể xoay được 360 độ, có thể gập lên gập xuống, trái phải rất là nhẹ nhàng. Cánh tay thì đưa ra sau bị vướng cái phần nơ ở lưng và đưa qua trái phải được như thế này. Phần chân có thể xoay được 360 độ, còn bàn chân có thể di chuyển được chút ít. Các bạn có nhìn thấy đây, em gấu này có thể đứng mà không cần base. Thế nhưng vì cái đầu quá to nên khi có rung động nhẹ thôi thì rất là dễ ngã nha các bạn. Và dĩ nhiên hãng đang tính tới việc đó và cho chúng ta thêm một cái base xinh xắn nữa. Cái này có thể ghép được với những chú gấu khác luôn để các bạn có một nguyên một hàng gấu. Sao anh em có thấy nó dễ thương không? Nhìn nó gầm gọn trong lòng bàn tay của chúng ta nè, chúng ta khi cầm lên thì sẽ thấy rất là khác biệt, rất là nhỏ nhắn. Ông nào mà muốn cưa gấu lớn á, hoặc là cưa bạn gái hay gì á, dắt nó về mà cho coi Gundam á thì đưa mấy con này nè, chung cho nó khoái ghê lắm. Có khi cho coi xong cái mất luôn, ráng chịu nha, tôi không biết à. Có một số cái lưu ý nhỏ, đó là phần nhựa của gấu nó khá cứng và giòn. Anh em mình cẩn thận khi gọt ghẻ vì nó khá bị dễ toạc nhựa. Mình bị ngay mày góc ngay đầu đó. Còn về cái phần đề can á, các anh em chú ý ở cái phần đề can ngay lỗ mũi của nó hơi khó dán một chút xíu, nên chúng ta nên kỹ ở phần này hơn ha. Một lần nữa, để tăng cái độ đa dạng của cái tủ trưng bày của chúng ta có chú gấu này và nó có rất nhiều màu nhé. Với một mẫu HG này với giá khoảng 300.000 thì chúng ta được một chú gấu mini và một cái bay như thế này. Nếu như anh em có điều kiện có thể mua về một hàng gấu luôn, và chúng ta có thể set cho nó nhiều cái tư thế khác nhau, trông cực kỳ hay luôn đó các bạn. Ok, nếu như anh em thích cái mẫu gấu Gunpla này thì anh em có thể chia sẻ nó với bạn bè để giới thiệu cho mọi người cùng mua nhé. Nếu anh em thích video này thì hãy nhấn like và subscribe cho mình để mình có động lực để làm thêm những video khác dành cho anh em. Nếu anh em thích bất cứ mẫu Gunpla nào mà anh em muốn để mình review thì hãy comment ở phía bên dưới và mình sẽ cố gắng review cho các anh em. Và video review tới đây đã kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye bye.